Các bạn có mê không? Ai nói với CC không mê đó là CC buồn, CC khóc luôn. CC mê. Mà CC nói thật các bạn cũng mê. Nhưng buồn. Tại sao buồn? Vì nó là áo nam, không phải áo nữ. Có áo nữ nữa nhưng mà hết rồi, CC tới trễ hết rồi. Trời ơi, cái áo đẹp mê ly luôn. Áo nam tay dài. Để CC kể cho cả nhà nghe. CC mua cái tiệm này. Thế là CC đi. Thì nghĩ có cái áo, mua cái áo cũng đẹp mà. Ở CC đi qua một cái tiệm khác. Trời ơi, Chúa ơi, mừng hơn trúng số độc đắc. CC kiếm được cái quần, bộ đồ của nam. Không những của nam mà nó lại là size lớn nữa. Quá lớn luôn. Anh Sa mặc cũng không vừa luôn, vì nó là size large. Cho nên các bạn nào có ông xã cao, lớn lớn mà size large, đừng có bỏ qua bộ này. Vì không có tìm được đâu các bạn. Tất cả là 30% off. Mới sale có một đợt thôi. Đẹp lắm. Áo dài tay ha. Size lớn nha, size large. Màu đen nha, chứ không phải là cái màu như ở trong video của CC đâu ha. Rất là đẹp. Cái quần, cái áo. Các bạn nào có chồng hoặc là có con trai, CC nói thật đừng bỏ qua bộ này. Nếu mà bây giờ các bạn không mua hoặc là không có ai mua, CC mang ra tiệm trả được không có sao, tại mới sale có một đợt không sợ. Nhưng mà đẹp lắm. Nói thật đừng bỏ qua. Nhưng mà không biết ở Việt Nam có các bạn nào mà cao to lớn như vậy không thì CC không biết. Nhưng mà thật sự nếu ai có mua bộ này đẹp lắm các bạn, sang lắm. Những người Mỹ trắng họ mặc đó, họ cao to mà. Rồi ôi nhìn mê lắm luôn á. Đây. Tất cả 30% off. Bạn nào thích bộ này liên lạc với anh Sa 0982571934. Các bạn có thể mua cái quần không hoặc mua cái áo không. Rẻ tiền lắm, không có đắt đâu. Bye bye. I love you.